chúng tôi xin trăng trọng kính chào quý khán giả của đại gia đình người Việt Channel à, thưa quý khán giả hôm nay là thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2023 chúng tôi xin nhân hạnh chào tái ngộ cùng anh Quân từ miền Nam Cali chào anh vâng xin trước uh, hết xin uh, kính chào quý khán giả của người Việt Channel và xin chào anh uh, Hoàng Bách từ Houston và tôi từ Nam Cali Vâng, anh Na Quân có khỏe không? Và thời tiết ở Cali đến ngày hôm nay thì đã bớt ha, mưa gió bỏ bùng chưa thưa anh? Sáng nay còn mưa nhưng mà bắt đầu cái là đoán tiếc là xong ngày hôm nay ngày mai là bắt đầu bớt xuống rồi mà nghĩa là nhiệt độ sẽ lên chút xíu đó nhưng mà nghĩa là mấy hôm trước tới ba bốn ngày hôm nay là mưa mưa <laughs> là tầm tạ <cười> mưa <cười> không không ngừng nhưng mà bây giờ thì lại ngược lại chúng tôi là bị bao nhiêu mấy năm trời là bị là hạn hán mà bây giờ ngược lại ông trời có nhiều nước quá rồi, rồi sợ <laughs> mình phải yêu, yêu nước cho nên mình có nhiều nước ra anh quân ơi <laughs> thì bị bị vậy mà cứ Trên đài lớn trên Sài Gòn radio thì cũng có cái vui là dân chúng kêu lúc nào người ta cũng nói là chúng ta lên tiết kiệm nước <laughs> chúng để chừng, để cái quảng cáo đó chừng một hai năm rồi dân chúng gọi vô nói Ê, bây giờ mưa quá nhiều bây giờ cứ là, là tiết kiệm nước ở chỗ nào <laughs> nhiều người còn phải lội nữa <laughs> dạ vâng bây giờ thì thưa quý khán giả những cái chủ đề mà chúng tôi muốn mời anh quân ngày hôm nay thảo luận thưa anh quân trong những ngày vừa qua đó thì cái vấn đề cái phần tích lớn nhất mà các báo chí ở hoa kỳ cũng như các nơi quan tâm rất là nhiều đó là ông 45 có thể bị gọi là tòa án ở Manhattan ở quận Manhattan có thể truy tố dưới cái nhìn của anh thì mấy ngày hôm nay cũng nói nhiều thôi nhưng mà theo anh thì ông Donald Trump ông nói là cái ngày thứ ba tức là ngày hôm qua nhưng mà bữa nay qua một ngày rồi cái tình trạng cũng chưa có cái dấu hiệu nào cụ thể có người bây giờ họ 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 giờ hơn họ nói là bây giờ từ đây cho tới tuần tới thế nào cũng có và đặc biệt là họ nói tới thứ tư tuần sau thì thứ anh liệu rằng cái vấn đề này có bị truy tố hay không Bởi vì cái lần sáng của những người Maga đó cũng nêu lên cái vấn đề Nếu mà truy tố thế này thế kia rồi chỉ trích ông uh, Pratt Thì anh nghĩ sao về vấn đề này thưa anh à, Tôi thì tôi nhìn có thể nhiều khi là uh, Quý đài là có rất là nhiều người nghĩa là Luật sư nói về luật, nói về gì. Còn tôi đó, tôi, tôi nhìn dưới cái, khía cạnh chính trị và cái khía cạnh rộng hơn trước hết là chưa có bị truy tố nghĩa là người ta đang họp đại nghĩa là bộ thẩm đoàn ông này chưa có bị gì hết đã kêu gào nói là đàn em nên ra biểu tình kỳ này biểu tình đó nó không phải ở Washington DC mà biểu tình đó là ở New York mà quý vị biết đó, cái số cảnh sát ở New York đó, nó rất là lớn tại vì New York nói vậy nhưng mà nó gần như là một cái nước rồi đúng không nếu mà mình cứ New York lớn thì cũng hai chục triệu người mà lưu York nhỏ đó thì nó cũng phải 6 triệu tới 7 triệu người thì cái số cảnh sát nó rất là nhiều đó là một 36 cái ngàn 2... cảnh sát 36, 36, 36 ngàn cảnh sát ở New York không, cái đó là, là cái nhỏ thôi cảnh sát nó ở Mát tân thôi còn cái kia còn hơn nữa vì vậy vì vậy đó mà ở New York đó thì khó đi lại hơn nhiều không phải là Washington mà có thể họp được lớn có thể đứng ra họp được thì họ đã lấy tất cả những cái gọi là tính toán trước rồi cảnh sát và phe công lực phe công lực cũng đã gọi là tính toán về vấn đề an ninh cho khu vực tòa án của Manhattan tòa án ở bên New York nhưng mà ở đây nó có một cái chuyện là thế này chưa ra bộ thẩm đoàn ông Trump đã kêu gọi đàn em xuống đường đó là một cái thứ hai hăm dọa ông công tố viên hăm dọa tôi dùng cái chữ hăm dọa ông công tố viên Mà trong cái việc hăm dọa này đấy có nhiều cái điều nếu mà chúng ta hiểu kỹ và biết kỹ và về, về tiếng anh đó, thì chúng ta thấy là có nhiều lời lẽ coi bộ gọi là kỳ thị, thị tại vì ông công tố viên này là người người gốc uh, mỹ gốc uh, gốc phi phi, phi châu, phi châu. Yeah. do đó, đó người ta nói là đây là ông này là có cái là kỳ thị, thị trong khi hăm dọa của ông ta cái thứ ba nữa đó, thì tôi nói trước hết là về vấn đề an ninh này, là người ta đã sẵn sàng rồi cái thứ hai hăm dọa ông công tố viên mà vì vậy ông công tố viên đó ông trả lời ngay lập tức nói là chúng tôi làm việc đúng theo chính sách chứ không có vấn đề gì mà nghĩa là gọi là 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 đưa ông ra tòa một cách là bất công, đây là làm việc đàng hoàng. Vì vậy đó, tôi nghĩ trước hết, Thế nào ông uh, Trump đưa ra sẽ bị đưa ra, nghĩa là gọi là uh, bổ thẩm đoàn và sẽ bị lên án, sẽ bị indicted. Nhưng mà lên án nặng hay nhẹ là một chuyện khác cái vấn đề này là cái vấn đề bây giờ ai người ta cũng nói là ông này có bị nghĩa là tội phạm nghĩa là nghĩa là tội lớn hay nhỏ đây là cái vụ nếu mà mình trở lại đó mình thấy là trước khi ra tranh cử vào 2015 2016 ông Trump đã nhờ bạn ông và các nhà các ông tỷ phú mà về, về 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 truyền thông đó dìm hai cái chuyện một cái, nghĩa là Cô này cái cô cô nghe là 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 là, là 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 thứ hai cô này thứ hai còn một cô trước nữa thì đã đã dìm rồi. Đã dìm được hai cái này rồi nhưng mà bây giờ vấn đề tại sao dìm dìm thì thật ra đi chơi gái thì tôi xin lỗi cái dùng cái chữ đó đi chơi gái thì cũng cũng không có phải là một cái tội năng, Nhưng mà giấu và về cái vấn đề mà tranh cử về vấn đề mà sử dụng tiền tranh cử và trả tiền cho cho cái là mà cô Tom Daniel này nó là 130 trăm ngàn đấy đây mới là cái vấn đề chứ còn bây giờ ông lấy móc tiền túi của ông ra ông bỏ 130 trăm ngàn thì cũng không có vấn đề gì hết nhưng mà cái này nó dính vào tiền nghĩa là tài chính về tranh cử lấy tiền nghĩa là nói chung là tiền uh, tranh cử để ra mà trả tiền cho một uh, cô đào thì nghĩa là cái chuyện này nó mới là nó thành cái chuyện nhưng mà vì vậy thành ra đây có phải là một cái tội nặng hay tội nhẹ thì đây nó là một cái chuyện còn bị thể nào cũng bị kết án thì tôi tôi nghĩ là thể nào cũng bị kết án nhưng mà nặng hay nhẹ mà vì cái vấn đề gái mà dân chúng xuống đường đó thì cái nó, nó nó lại càng vô duyên nữa rồi tôi thấy là khi mà ông ta là ứng cử viên đó thì bên Hoa Kỳ người ta có cái bao giờ cũng có cái tục lệ không phải cái tục lệ hẳn nhưng mà có cái là để cho ông này thử đi let him try let him đừng có cấm người ta cứ để người ta ấy đi nghĩa là bỏ qua nhiều chuyện nhưng mà bây giờ đó là lần thứ hai rồi, ra tranh cử lần thứ hai thì đây đó, nó là một chuyện khác rồi chứ không phải là một cái chuyện mà ông ta cái ông luật sư của ông ta là ông Cohen đó đã vì vì vấn đề trả tiền cho cô Đào uh, Stormy Daniels này đó và phải ngồi tù phải mất chức mất bị nghĩa là Mất như là disband là, hay là, là không được hành nghề luật sư nữa Và vì ngồi tù Và trong cái bản án của ông Cohen đó Thì có nói là rõ ràng là ông này Trả 130.000 là dưới sự Nghĩa là chỉ định và kiểm soát của ông Số 1, individual number 1 Không nghĩa là cái người số 1 Mà người số 1 lúc đó là ông tổng thống 45 lúc đó là ông là tổng thống do đó nghĩa là bộ 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 tư pháp không muốn ông đưa ông ra tòa. Về cái vụ vị này thì bây giờ sau cái vụ mà đó đó thì nó tiếp tục. Bây giờ ông ta không phải không còn làm tổng thống nữa thì cái là vụ nghĩa là là, là uh, cái vụ án này đó, nó tiếp tục và nó sẽ tôi đấy nghĩ là đây và tuần tới thì nó sẽ có cái kết thúc nghĩa là chỉ biết là theo theo ý của tôi đoán theo sự hiểu biết của tôi đó thì vấn đề ông ta bị kết án là, là chắc rồi nhưng mà nặng hay nhẹ và nó có cái gọi là ảnh hưởng gì không nhưng mà dù muốn dù không nó đã gây rất là nhiều tranh cãi đối với những người Cộng hòa chưa gì đã lên tiếng và là ủng hộ ông ta nhưng mà ủng hộ ông ta thì có đúng hay không là một chuyện khác thì ở đây đó ra tòa là phải có chứng cớ và phải có tất cả mà ra đây là có bộ thẩm đoàn đàng hoàng chứ không có phải là không thì ở đây đó tôi nghĩ là đây tới tuần tới thì thể nào cũng có cái chuyện này cái vấn đề là nếu mà bị án nặng hay nhẹ và tùy theo cái án nặng hay nhẹ ông ta có được ra tranh cử hay không nó là một chuyện thứ hai và cái chuyện đó là chuyện quan trọng vào 2024 nhưng mà ai cũng biết theo hiến pháp Hoa Kỳ đó hiến pháp Hoa Kỳ viết đây đã hơn 200 năm rồi thì họ chỉ cần là một người ra tranh cử phải trên 35 tuổi phải ở nước Mỹ sinh tại nước Mỹ và ở đó 14 năm cái thứ hai nữa đó họ không nói gì về vấn đề là có nghĩa là án hay không hay là có tiền án hay có cái gì hay không không có nói gì hết thì đó nó là một cái vấn đề thì tôi nghĩ là nếu mà có bị nghĩa là là, là, là tòa kết án đó, thì ông ta cũng còn xác suất ra tranh cử tại vì cái chuyện này nó chưa có rõ nhưng mà Quý vị cũng biết hiện giờ là tổng thống Trump, cựu tổng thống Trump có 6 vụ kiện. Trong đó bốn vụ quan trọng nhất. 6 vụ kiện mấy vụ kiện vì mấy bà nghĩa là không phải là người tình cũ mà bị ông ta nghĩa là 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 ông ta vì ông ta là sách nhiễu hay là 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 làm về vấn đề mà tình dục thì do đó hai cái đó chưa quan trọng nhưng mà có bốn cái quan trọng là cái là về vấn đề 6 tháng 1 cái thứ hai nữa là về vấn đề mà gọi là dự trữ tài liệu cấm tại Almago thì những cái chuyện này thứ ba là những cái vụ mà gọi là ép tiểu bang Georgia để thay đổi số phiếu những cái chuyện này thì nó chưa ra nhưng mà nó cũng sắp tới rồi thì tôi nghĩ là đây là mới là, là gọi là mình phải nói theo dân gian đây là món ăn chơi món ăn chơi mới mới vào thôi cái chuyện này là chuyện lâu nhất và nó kéo tới bây giờ thì bây giờ thì nó cũng phải tới cái, 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 kết thúc mà tới kết thúc thì tôi nghĩ đó thì ông này thể nào cũng sẽ bị nghĩa là kết án thôi nhưng mà tôi không biết ở đây nó là nhẹ hay nặng và nhẹ hay nặng tùy cái nhẹ hay nặng và chúng ta sẽ ở đây mới đánh giá cái chuyện này ra tòa của ông ta có cấm ông ta nghĩa là gọi là ra tranh cử hay không? Vâng, à, vâng, à, cảm ơn anh Quân rất là nhiều. thì cái vấn đề này cũng đề cập tới trong những ngày vừa qua khi mà nói tới cái vụ án ở Manhattan, nói tới Donald Trump thì ai cũng biết rồi. nhưng mà có cái điều là mình đi sâu chi tiết đó có một số người cho tới giờ phút này là À, thì gửi trên email Trong cộng đồng người Việt đó vẫn còn binh vực nó cái vụ án này đâu có gì ăn chơi mà nói gì nhưng mà có người đặt lại cái vấn đề chơi gái mà cũng nhảy vô cân thiệt một người đi ai chơi gái trù trả tiền dùng tiền để mà trả thì đâu có gì là liên quan tới vấn đề chính trị mà mình phải nhảy vô mình cân thiệt hỗ trợ nó đi biểu tình ở bên vực cái điều đó nó không đúng mà suốt trăng vòng bốn chục năm qua đó, người ta có cho rằng là ông trump đối diện với nhiều cái vấn đề pháp lý nhưng mà có lẽ đây là cái vấn đề là nặng nề nhất bởi vì ông bị từ năm 1973 tới năm 1973 đó thì anh quân còn nhớ chúng tôi coi ra thì thấy có những cái tài liệu cho rằng là lúc bây giờ bộ tư pháp đó, họ kiện ông trump và ông fred trump tức là ông ông bố đó ở trong cái khu chung cư đó, đó mà gần như là có vẻ kỳ thị không cho người da màu vô đó hay làm khó dễ thì khi bộ tư pháp họ tới họ qua danh sách đó, thì họ thấy đề chữ chi c à, nói là chữ c đây có nghĩa là khó lờ tức là là da màu và phân biệt ôi oh, chữ c đánh dấu thì bộ tư pháp cho rằng là đây là cái sự kỳ thị danh sách của người này là người mỹ đang người mỹ trắng thế này thế kia kỳ thị nhưng mà sau này ông trump với ông bố đó dọa là sẽ kiện lại bộ tư pháp lầm rầm bang lên rồi cuối cùng bộ tư pháp cũng dọn xếp thì nó là nhiều đã có nhiều lần thử thách rồi nhưng mà cái lần thử thách này nó khó nó vô cùng khó khăn cái điều mà quý vị lưu ý cho dùm đó là cái vụ mà điều tra này về ông Trump bịt miệng đó từ năm 2016 sang năm 2016 khi đó, đó là ra ứng cử cho nên ông muốn giấu kín cái miệng này để đừng có công khai và dùng cái số tiền đó cái điều anh quân vừa nói đó tiền túi mình nếu mà ông trâm ông lấy ông trả luôn một lần là chắc không ai có nói gì cả mà không có bằng cớ đằng này ông lấy tiền mà mình đi vận động xin phiếu xin cử tri ủng hộ tiền đó là trong cái quỹ để vận động tranh cử mình lấy tiền trong quỹ tức là của công mình đem mình trả chuyện của tư cái này là vi phạm À, không biết anh quân chắc lâu quá anh quân không biết ngay ở thành phố chúng tôi đang ở này à, khu vực mình đang ở là ở Kellen này thì anh biết là ông Tom Delay cách đây khoảng gần hai năm ông này là một dân biểu gọi là nổi tiếng mà có có thế lực lắm ừ. nhưng mà ông dùng tiền chăng nó quỷ gây quỷ để ông đi chơi đi du lịch cuối cùng bị truy tố thì người ta đưa một là truy tố bắt ông là vì hình sự Hai là ông phải từ chức tất cả Ông phải từ chức dân biểu luôn hết Và không được tham gia chính trị Thì cuối cùng ấy, là ông chấp nhận là Từ chức quỷ bỏ không có tham gia chính trị Hoặc từ 20 năm nay Thì ông thăm không có liên quan gì tới chính trị hết Thì đó là cái điều kiện Cho nên không phải là đơn giản Từ từ trước Ông ông Arvin Pratt ấy, Thì chúng ta còn nhớ là ông Sarah Ven là biện lý Ở Manhattan đã điều tra rồi chứ không tới bây giờ cho nên tới bây giờ thay nghe nó ồn ào lên rồi những người cộng hòa la lối lên rồi một số người cũng bắt chước cũng la lối tại sao chơi gái mà đâu có gì là phải đưa ra uh, kiện tụng rồi thế này thế kia à, bây giờ đây là coi như là mà dùng đòn chính trị nhưng mà thưa quý vị không chơi gái thì đúng rồi nhưng mà lấy tiền trăng đất quỷ của công để mà trả tư cái đó là, 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 là bây giờ hổ anh quân này vào sau khi mà đưa ra nghĩa là ông Trump viết trên True Social ông nói là ông sẽ bị bắt vào ngày 21 và ông kêu gọi biểu tình. Dưới cái nhìn của anh liệu rằng cái cuộc biểu tình nếu có xảy ra nghe, nếu có xảy ra. Anh so sánh vào ngày 6 tháng 1 năm 21 với cuộc biểu tình này nếu có mức độ nó ra sao. Bởi vì có một số một số nghị sĩ dân biểu như ông Lindsey Graham ông nói là nếu mà truy tố ông trump thì nước mỹ sẽ nổ tung những cái điều mà giao to búa lớn nói như vậy đó thì anh nhận định như thế nào tôi nghĩ là giao to búa lớn thì có thể nói được trong khi mà ra tranh cử hay khi mà chưa có gì nhưng mà bây giờ đã tới cái lúc mà người ta sửa soạn lên án thì cái chuyện này đó lại là, 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 là một chuyện khác và do đó tôi nói là về phía an ninh cảnh sát đã sẵn sàng rồi về phía tòa án cũng sẵn sàng rồi thì ở cái xứ mỹ này đó thì thể nào luật pháp cũng ngồi trên và tôi nói là đây đó vì vậy đó tôi đánh giá là cái chuyện đó là ông này có bị kết tội hay không thì tôi nói là sẽ bị kết tội nhưng mà nặng hay nhẹ đó là cái quan trọng nhưng mà thế nào cũng có thể có thể là được cái tội một cách nhỉ? nhẹ hay là một cái tội một cách nặng thì đó nó là 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 những cái chuyện mà 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 quan trọng chứ còn không thể cái cái vụ án này nó kéo quá lâu rồi và cái chuyện này đó nó quan trọng là khi ra tranh cử tại sao nó có vụ án này là tại vì ông này muốn ra tranh cử và muốn giấu những cái chuyện quá khứ của ông ta về vấn đề mà đi chơi gái thì là vì vậy mới muốn ỉm vấn đề ỉm những cái chuyện này do đó sử dụng tiền không nghĩa là tiền của ký tranh cử sử dụng này kia thì mới bị cái đán rốt cuộc là muốn né muốn trốn để nó lại <laughs> mắc mắc chuyện khác thì ở đây đấy tôi nghĩ là cái chuyện này thì tôi nghĩ là đây tới tuần tới thế nào ông ta cũng bị phải ra tòa và bị kết án nhưng mà kết án nặng hay nhẹ thì tụi mình chưa biết được nhưng mà ở đây đó thế nào cũng bị thôi Không, ở đây đó mời anh, anh 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 cung có thể phân tích cho nó là với cái sự và. kiện bây giờ và vào ngày mùng 6 tháng 1 bởi vì lúc bây giờ là ngày 6 tháng 1 là ông tâm còn có quyền hạn ông đâm nếu mà, mà anh đó. anh muốn nói về cái chuyện đó thì tôi thêm vào thế vậy Dạ, vâng. cái vụ án này nó tiếp tục đó là vì ông ta không còn làm tổng thống nữa anh nhớ đó là ông luật sư cohen đã bị ra tòa và bị kết án rồi và trong cái vụ kết án của ông cohen đó thì là ông ta kết án là vì ông ta là cái người nghĩa là sử dụng ông là người tay sai của ông trung để nghĩa là im cái chuyện mà gái thì đây đó đó là là cái cái đầu tiên cái thứ hai nữa là khi mà 6 tháng 1 không thể so sánh được vì 6 tháng 1 ông ta nói là ông ta bị ăn cắp, bị tước cái chức tổng thống vì quan gian về về tranh cử. Và khi nói An gian tranh cử đó thì, thì nước Mỹ này là họ rất là Kỹ càng về cái chuyện đó thì do đó họ sẽ có một số người họ ủng hộ, nhưng mà đây là vấn đề này là vấn đề gái, vấn đề mà dính vào cái vấn đề xài tiền của quỹ thì hai cái nó khác hẳn. Thì tôi nghĩ là sẽ không được ủng hộ nhiều như kỳ trước đâu. Đó là một cái thứ hai. Và tôi cũng đã nói rồi là cảnh sát họ sẵn sàng, nghĩa là không phải là như kỳ trước là nhiều khi là hơi bất ngờ. Không có bao giờ nước Mỹ mà có một cái chuyện mà gọi gọi là 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 là, là, là đi tới cái mức đó thành ra tôi nghĩ là kỳ này đó thì nó nó, nó khác hẳn cái người số người ủng hộ sẽ không có nhiều và quý vị đừng có quên đó là những người mà đi vào sáng tháng 1 đó là không biết mấy trăm người đã đã ngồi tù rồi nhiều người ủng hộ old keeper những cái người đó đó đã ngồi tù rồi vào sau 6 tháng 1 đó đi biểu tình 6 tháng 1 đã ngồi tù rồi thì những cái người mà bây giờ mà muốn xuống đường thì cũng phải tôi chắc chắn là phải suy nghĩ thôi. Tại vì cái trước đây đó đã, đã một số người đã, đã đã bị bị cho vào tù rồi, bị kết án rồi thì nghĩa là những cái người này mà muốn xuống mà phá khách mà, mà 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 biểu tình đó thì sẽ phải suy nghĩ trước khi làm chuyện đó vâng tôi nghĩ à, là à. chúng tôi, tôi thấy cũng... là, là là New York và Washington nó khác hẳn Washington nó rộng lớn mà có thể được New York nó chặn dễ dàng lắm nhưng không phải là dễ dàng như là là là, là Washington đâu vâng à, anh biết là ngày hôm qua đó khi mà có một cái cú điện thoại gọi vào ở tòa án Manhattan nó là có đặt bom đó làm cho họ cũng delay để mà họ tìm mà uh, uh, cảnh sát họ đi tìm rồi cuối cùng mới là không có gì cả cho nên cái điều này nó ham dọa nhưng mà chúng tôi muốn nói nên cái điều này những cái thủ lãnh của Praboy hay của Oskipper đó đã bị bắt hai trời đó là cái điều thứ nhất hồi lúc bây giờ đó, là ông Donald Trump ông còn đang tại chức và FBI cũng như là cái quyền hành ở giới bộ tư pháp nó nằm trong tay của ông cho nên có thể là người ta nhẹ tay hơn và cái sự điều tra nó không nó không có khó khăn bây giờ ngày hôm nay đó thì những cái thủ lãnh đó là hết rồi mà bây giờ đã bắt ngàn người mà truy một ngàn người rồi mà đã truy tố mấy trăm người rồi thì có lẽ là những ai muốn tham gia cũng dè dạt lắm không có à, không có muốn đâu nhân cơ hội này thì chúng tôi cũng kêu gọi là những ai mà muốn tham gia đó thì nên dè dạt cẩn thận bởi vì không khéo đó mình ông đi chơi gái mà mình đi binh vực ông rồi cuối cùng rồi trả tiền đó, là cuối cùng mình là bị tù mà mình lại là khó dễ cho vợ con gia đình nữa đây là cái điều mà lên cảm rằng thành tới ngày hôm tôi, nay tôi, 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 tôi xin lỗi anh hoàng Bách tôi tí tôi mà anh anh nói vậy thì tôi nói là hồi trước là sáu tháng 1 có nhiều người vận quân phục Việt Nam Cộng Hòa cầm cờ đi tôi tôi mong là kỳ này sẽ không có những người đó nữa vâng và tôi chỉ nhắc nhở là đã kỳ trước đã cũng như là tôi đã nói và cũng như anh Hoàng Bách lên lên đó là mấy trăm người đã ngồi tù rồi thành ra nghĩa là tôi nói tôi khuyên những người nào mà xin lỗi là nhẹ nhẹ dạ mà ủng hộ vì vấn đề này ông ta đi chơi gái đó thì nghĩa là tôi nghĩ là phải suy nghĩ trước khi xuống đường và À, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thì chúng tôi thấy ngày hôm qua chị Bùi Như Mai có đọc một cái bài bình luận rất là hay nói về quá khứ của ông Trâm và nói là nó rất là chi tiết về cô đào Stormy uh, này. À, nó rất là chi tiết mà rồi sau đó trên các cái xô của TV họ diễu cực họ đem lên họ che diễu họ họ phản vắng cô đào Stormy uh, Daniel đó họ đưa ra những cái hình của những con chim khác nhau rồi họ là họ để trên bàn này vẽ thì con chim của ông trâm nó như thế nào <laughs> tức là họ họ đem phơi bài mà một vị tổng thống cựu tổng thống mà bây giờ để cho cả thế giới nghe những cái chương trình này thì nó thật là nó nó thật là vô lý mình không hiểu tại sao mà đi ăn chơi mà chơi là thế này nếu mà không có vợ lúc đó là vợ sinh nữa mà đi ngoại tình mà tăng khi vợ mình còn mới sinh con còn nhỏ nữa. Đó là cái điều mà đáng phê phê phê. Tôi 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 thì tôi thì tôi, 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 tôi nghĩ một cách nó rộng hơn một tí. Tất cả các nước trên thế giới, nhất là các nước Âu châu đó, họ nói là cũng như tại Mỹ thôi. Vấn đề chơi gái thì họ không đặt vấn đề mà vấn đề ở đây đó là sử dụng tiền. Sử dụng tiền để nghĩa là tìm cái chuyện này đi nghĩa là không cho đưa cái chuyện này ra chứ không phải là vấn đề là ông ta đi chứ gái nhưng mà nói nói tóm là nó là như vậy thì vấn đề này là vấn đề sử dụng tiền không có đúng đúng chỗ và vì vậy đã ông Cohen đó là cái người mà thực thi cái chuyện này cho ông Trump đó đã bị ngồi tù rồi thì bây giờ tới phiên ông Trump thôi chứ không có cái chuyện gì mà tôi nghĩ là mình đặt vào cái chỗ đó thì nó khác nhưng mà tôi chỉ nhắc lại chớ có bệnh quân, quân phục chớ có cầm cờ chớ có mà đi ủng hộ. thế là chỉ có chết thôi dạ vâng thưa anh quân nhân cái cơ hội này đó mình trước đây có nói là bất cứ cái vị dân cử nào cũng nói là không ai có quyền ngầu trên luật pháp và luật pháp như anh nói mình phải nói rõ đó lấy tiền mà quỹ tranh cử để đi ém về chuyện cá nhân, về chuyện chơi gái đó là vi phạm tội hình sự bất cứ ai chứ không phải là mà ông trâm hay là bắt cây cho nên nếu mà quý vị mà binh vực hay là ai binh vực đó thì quá ra là mình bao che, hai che, uh, bao che chứ cái chuyện mờ ám mà cái chuyện đó là chuyện vi phạm luật pháp nữa cho nên nó rất là sai trái, không ai có quyền ngồi trên luật pháp mà kể cả vị có vị tổng thống có vị ra ứng cử đó và khi mà đắc cử đó cũng tuyên thệ rồi anh trung thành với hiến pháp <laughs> cho nên cái điều này chắc chắn là phải phải tuân hành thôi bây giờ mình thưa thư anh quân trong những ngày vừa qua hai cái sự kiện mà nó nổi bật nhất đó là sự kiện về ông cựu tổng thống donald trump có thể bị truy tố ở quận manhattan đây là một cái tiểu bang à, của ở new york thưa quý vị đó là cái sự kiện nổi bật cái sự kiện thứ hai là vào ngày 17 tháng 3 thì tòa án hình sự quốc tế gọi tắt là ICC đó, họ tuyên bố là ông truy nã ông ông à, Putin là cái nhân vật tội phạm chiến tranh. À, thì bây giờ ít nhiều dù ông đó có trăm trắng thế nào mà khi mà tòa án hình sự có 123 quốc gia đã có chân hay là thành viên ở trong tòa án hình sự này thì nó có tính cách quốc tế rồi. Ai có nói gì tòa án hình sự không bắt được ông Putin hay là thế này thế kia, đúng có thể khó bắt Nhưng mà khi tòa án hình sự Nó nhân danh tới 123 quốc gia Thì mà họ tuyên bố là Anh này là tội phạm chiến tranh Đoàn truy nã và bắt ông ta Thì cái hình ảnh này đó Thứ nhất là nó làm quen ố Hay nói một cách khác là Sự xí nhục của nước Nga nó riêng. Và cá nhân của ông Putin Nói nó, nó chung là như vậy Cá nhân của ông Putin thì thưa anh, anh đánh giá khi mà tòa án hình sự tuyên bố như thế này thì và, mặc dù bác ông Putin là ông đoàn tại chức là một siêu cường là thành viên của trang hậu đồng bảo an uh, Liên Hiệp Quốc rất là quan trọng mà nó đưa ra cái hình ảnh này thì anh nghĩ sao? Anh đánh giá như thế nào? Nó có biểu tượng nó ra sao? Tôi thấy đây nó là vấn đề tâm lý nhiều hơn. Quý vị thấy những cái tội này ông ta bị kết tội về cái gì? là đưa trẻ em Ukraine không phải chỉ có mình ông ta ông 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 Putin và bà Belova là đứng đầu cái uh, là cơ quan coi về về cái là uh, trẻ em mà cái là không còn cha mẹ đó uh, thì là bị cái tội vấn đề này là một cái đòn tâm lý không tưởng tượng được đối với một ông tổng thống, một nước ở trong hội đồng bảo an. Mặc dù là nga không có ký vào cái thỏa ước về ICC thì mình phải nói như vậy. Nga không có ký thì khó mà đòi hỏi nga thi hành uh, cái 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 án này. Nhưng mà nếu mà ông Putin mà đi họp tại các nước khác thì các nước khác đều phải có nghĩa là bồn Phật truy tố và bắt ông Ta để trao cho tòa án à, gọi là quốc tế. Thì mình tôi chỉ tôi là, phải lịch sử lắm tôi thì nhắc lại thời kỳ đánh nhau ở Serbia đó thì cũng vậy có một ông tổng thống và một ông tướng rất là có tiếng thì ông tổng thống là Milosevic đó thì ông ta Serbia đã có ký vào trong 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 trong, trong cái hiệp định đó nhưng mà sau khi ông ta xuống ông ta bị cái chính phủ tiếp kế của Serbia đã bắt ông ta và trao ông ta cho tòa án chứ không phải nghĩa là những cái chính bây giờ có thể là ông Putin không 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 bắt nhưng mà có thể là chính phủ sau đó của nước xét uh, bắt được Putin và trao cho tòa án thì đây đó là một cái chuyện nó đã xảy ra rồi đối với Serbia thì tôi muốn nói cái chuyện này để cho quý khán thính giả hiểu biết không phải là vì 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 vì, vì ông Milanovic mà, mà 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 không có ký vào cái tòa án này và không có tham gia mà cái này mà ông ta bị bắt đâu mà ông ta chính là bị chính phủ Serbia bắt ông ta và trao lại cho ông ta cho tòa án và tòa án đã xử và ông ta chết uh, trong tù vì cái vấn đề này nhưng mà thành ra mình thấy tương lai thì mình đâu có biết được vấn đề của quá khứ nhưng mà mình nhìn quá khứ thì mình thấy những cái chuyện này nó có thể xảy ra được chứ không phải là không thể xảy ra được nhưng mà dù muốn dù không quý vị nói là Serbia nó là một nước nhỏ mà họ vì họ muốn vào EU thành ra họ mới là bắt là ông Milosevic và cho ông đưa ra tòa thì cái chuyện này nó là cái cái thực tế nó là như vậy nhưng mà dù muốn dù không trong quá khứ cái chuyện này nó đã xảy ra thành ra do đó mình không biết được tôi không dám nói trong tương lai nó ra sao nhưng mà dù muốn đó ông ta ông putin là gọi là người việt nam tôi hay tình thích dùng nhiều cái, cái, cái chữ dân gian nó là bị cái thẹo rồi bị cái thẹo mà nó dính với ông ta mà khó mà 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 mà, mà, mà có thể ra được tôi lấy một cái ví dụ khác để cho quý khán thính giả thấy Philippines đã ra kiện tòa án quốc tế Trung Quốc không chấp nhận. Nhưng mà bây giờ đã có ai nói là Trung Quốc có quyền là đường chiến đoạn nữa đâu? Vì đã có sự đánh giá của tòa án quốc tế. Mặc dù đó là một cái tòa án như là gọi là, là hòa giải quốc tế. Ở đây dù muốn dù không đó, tới bây giờ quốc tế là có Liên hợp quốc thì có luật pháp, tòa án. Đó, không có cảnh sát và cũng không có quân đội nhưng mà cái ảnh hưởng tâm lý nó không thể nói được vì nó quá lớn vì nó quá lớn quý vị biết là trong cái thời gian mà chúng ta ở việt nam đó ví dụ ví dụ như tết mộc thân tại huế đó thì nó là tội phạm rất là lớn nếu mà bây giờ đó thì là Việt Nam Cộng sản Việt Nam sẽ bị đưa ra tòa án và bị xử một cách là tội ác đối với loài người. Tại vì cái là là chôn sống hay là giết bao nhiêu hay là nói một chuyện khác hay là những cái gì mà Khmer đỏ làm tại Campuchia nó cũng như vậy. Thì bây giờ tòa án tương đối họ Nghĩa là chúng ta sống ở 2023 thì nó khác là 1968 hay là 1975 hay 76 hay 78. Thì bây giờ đó mà có làm những cái tội này đó sẽ bị đưa ra và kết án là chống lại loài người. Đó là một cái chuyện. Nó là tâm lý nhưng mà nó cũng là một cái cảnh cáo cho những cái người nào mà làm cái như là những cái chuyện bậy bạ thì ở đây đó tôi thấy nghĩa là miến điện nghĩa là chính phủ quân phiệt miến điện tại miến điện cũng coi chừng sẽ bị đưa ra nữa vì cái tội cùng cái tội mà giết người diệt chủng hay hay là làm những cái chuyện tội ác chiến tranh thì ở đây đó, nó là chúng ta sống ở 2023 chứ không phải là uh, vào thế kỷ 20 nữa chúng ta thế kỷ 21 do đó là tương đối về vấn đề tòa án và về vấn đề luật pháp quốc tế nó đã có nhiều phần thay đổi nhưng mà ở đây đó tôi không thể nói được đây là một cái đòn nghĩa là tâm lý chính trị tâm lý nó quá lớn và bây giờ nói tới ông Putin thì tự nhiên ai cũng nói đây là một người tội phạm chiến tranh thì anh thấy không, đó là cả một cái vấn đề mà mình đã mang cái thèo đó là khó mà gỡ lắm Cũng như là anh đã làm cái xâm mình đó, mà tháo mấy cái đó là nó cái đó là khó lắm Và anh Vậy ra là... ở đây đó Bây giờ thì bị ảnh hưởng. thời gian của mình không còn nhiều Nhưng mà có nhiều cái vấn đề để nhờ anh Quân có thể giải thích thêm Thì trước cái sự kiện này chúng ta biết là cái uy tín là cái... cái... Cái, uh, nó bị tổn thương rất là nhiều về cá nhân cũng như là tổn thương tới danh dự của nước nga và có lẽ khi mà nước nga bị như vậy thì cái 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 thành phần tinh hoa của nga nó họ cũng muốn nhân cơ hội này làm sao họ đẩy ông putin đi nhưng mà rất là khó khăn nó giống như là ông donald trump và anh anh cô tức là đón cộng hòa đó họ không thích gì ông trump hết họ muốn đẩy ông đi để cho có cái thành phần gọi là tiềm năng của đảng cộng hòa có thể vươn lên như là ông Ron DeSantis hay là ông Ma Ben vân vân và vân vân nhưng mà không ai dám công khai để mà đẩy ông ông Trump đi hết thì nhân cái vụ mà ở, ở New York đó thì một mặt á thì họ lên tiếng để ông để ông Trump ông thấy là họ vẫn binh ông Trump nhưng mà khác á họ muốn nhân cơ hội này đẩy ông ra khỏi đảng cộng hòa để cho người khác vươn lên bây giờ trở lại với Putin cũng vậy thôi Putin đó thì hiện tại đó vì cái đảng độc tài cho nên cứ guồng máy ông đám hết cũng như đảng cộng sản nó khó khăn đó là ở chỗ đó thành cái thành phần tinh Hoa muốn đẩy ông không có biết cách làm sao để mà đẩy mà nhân cái cơ hội này cũng là cái yếu tố như anh quân nói, có thể là một sao sao trump à, sao putin thì cái chính phủ đó họ bắt họ trao lại cho tòa án hình sự quốc tế chẳng hạn bởi vì không những vậy mà bây giờ thì muốn nêu lên cái điểm này anh biết là ông à, à, tập cận bình lần đầu tiên kể từ khi mà ông nhận cái chức của của quốc hội cũng như là bí thư nhiệm kỳ thứ ba đó, thì lần đầu tiên ghé thăm Moscow và gặp Putin mà Putin đó thì bị thế giới gắn cho là tội phạm chiến tranh hay là tội ác chiến tranh tội diệt chủng tập cận bình đi tới đó thì cái cái tư thế anh đánh giá như thế nào về khi ông Tập Cận Bình có cân nhắc hay không bởi vì ông Tập Cận Bình luôn tin trước ở mấy ngày thì tòa án hình sự quốc tế ngày 17 họ mới đưa ra thì đây là sự cực chẳng đã hay là ông Tập Cận Bình muốn tới giai đoạn này là ông Tập Cận Bình nước trung trọng nó trở thành là một siêu cường và nước Nga trở thành là chư hầu là đàn em anh nhận định như thế nào về vấn đề này à, nếu mà tôi là... Uh, nghĩ đó, tôi đánh giá, tôi phân tích đó, thì đây là một cái tính toán kỹ càng. Tôi dùng cái chữ kỹ càng của Trung Quốc. Tại sao? Tại sao? Nếu mà chúng ta nhìn lại lịch sử, thì chúng ta thấy khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm quyền tại uh, Lục địa đó, thì lúc đó 1949 là Mao Trạch Đông hớn hởi đi qua xin được đàn anh Stalin của nước Nga đó công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Nhưng mà mấy chục năm sau đó thì chúng ta thấy bên này bây giờ đó tháng 3 2023 đây là một vấn đề ngược lại nghĩa là Mặc dù trung quốc không phải là mao trạch đông nhưng mà tập cận bình đi qua thăm nga nhưng mà đây là một nước nga yếu mà đây là trung quốc qua để nói là tôi là đàn anh trên thế giới đây nhưng mà đàn anh hay không đó thì tôi vẫn cần ông là tại vì tôi và ông là đi với nhau đó thì may ra mới đứng vào mới có thể cạnh tranh với hoa kỳ được có thể nghĩa là cùng phe thì phe ta thì nghĩa là có thể nghĩa là đứng lên và nói chuyện ngang hàng với Hoa Kỳ được thì đây nó cũng là 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 là, là đây là một cái biểu tượng không tưởng tượng cái cái hình này nó là biểu tượng nhưng mà quý vị thấy là thời gian thời kỳ lịch sử đã thay đổi Trung Quốc không phải đi qua để xin sự ủng hộ của Nga nữa. Mà ngược lại, Trung Quốc đi qua để nói với Nga, Ờ à, chúng ta đi với nhau và chúng ta sẽ nói chuyện với lại là Hoa Kỳ. Đây nó là một cái biểu tượng rất là lớn. Nếu mà quý vị nhìn lại lịch sử thì quý vị thấy là Trung Quốc 2023 khác với Trung Quốc 1949. Đó là hai cái chuyện đầu tiên. Đó là cái nhận xét đầu tiên. Nhận xét thứ hai đó thì tôi thấy đứng thật ra tập cận bình đi qua thì cũng chẳng hơn gì vì khi mà ông ta bắt tay với ông putin đó là ông ta bắt tay với một tội phạm bị tòa án quốc tế nghĩa là là, là lên án thì ông đi chơi với một tội phạm thì có cái gì mà 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 hay đâu nhưng mà về vấn đề chính trị đó thì ông ta có lợi thì tại vì bây giờ đó quý vị thấy là cái cái trường hợp là Trung Quốc là là đàn anh mà, mà mà cũng như là Stalin là 1949 chứ không có phải là là Trung Quốc vào 1949 nữa thì đó nó là một cái chuyện nhưng mà dù muốn dù không đó ai cũng thấy ông ta nói ra ông ta đứng ra đi qua để bàn với cái 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 đề nghị hòa bình của Trung Quốc đối với Ukraine mình, cái đề nghị 12 điểm của nghĩa là hòa bình về Ukraine thì rõ ràng là quý vị thấy bắt tay một người nghĩa là là hai bên đi với nhau bắt tay với nhau bắt tay một người mà bị tòa án quốc tế lên án thì nghĩa là có cái gì mà gọi là người ta có thể tin tưởng được đây đó là hùa nhau mình phải dùng cái chữ hùa nhau Putin và và tập cận bình hùa nhau để đương đầu với với Hoa Kỳ mà quý vị biết ở đây đó kỳ này tập cầm bình qua thì nghĩa là nga cần cần trung quốc nga cần được sự ủng hộ kinh tế của trung quốc nga cần sự ủng hộ về vấn đề nếu mà được mà tình yêu là tiếp tế về vấn đề mà khí cụ thì đây nó là hai cái chuyện nó khác hẳn với 1949 anh công nhận không 1949 như là, là là, là lúc đó là Mao Trạch Đông là hớn hở chạy qua bên nga để được công nhận là một nước xã hội chủ nghĩa và một nước đó là gọi là cộng sản thì bây giờ đó ngược lại cận bình 2023 đi qua đó thì mình nhìn thấy là cái hình ảnh của 2023 nó khác hẳn với 1949 đó Đúng. là cái quan trọng cái vấn đề thế đó. cái thế của ông tập cận bình bây giờ là ở trong cái thế thượng thăm bây giờ xin à. uh, có những cái câu hỏi ngắn để mà nhờ anh quân có thể ngắn gọn để mình đi giải thích anh biết là ngày 20 đó thì ông tập Cẩn bình tới nga nhưng mà ngày 21 đó, thì cái hiện diện của ông kishida là thủ tướng của nhật sau khi mà đi tới ấn độ gặp uh, ông modi xong uh, ngày 20 thì ngày 21 ông có mặt ở kiếp tức là thủ đô của uh, uh, Ukraine thì thứ anh hình ảnh anh anh có thể cho quý khán giả được biết đây là ngẫu nhiên trùng hợp hay là đây là một cái sự sắp xếp bởi vì khi mà để cho Putin gặp tận mặt nền thế giới báo chí đề cập nhưng mà ngược lại cái hình ảnh của ông Kishida gặp ở gặp ông tới ở, ở, ở kiếp ông gặp ông Zelensky tổng thống Zelensky của Ukraine ấy. thì thứ anh trước đó trước đó mấy uh, một hai tiếng ấy. thì ông có ghé cái thành phố Bucha là cái thành phố mà nga toàn sát những người chết sau khi rút lui ở đây chôn sống người ta rồi cột ta người ta mà để mà, mà giết người ta vân vân và vân vân thì đây là một cái tội ác kinh tranh và khi ông Kishida gặp đi tham ở thành phố này xong trở về gặp ông Zelensky và trước đó thì ông có hứa là Nhật sẽ yểm trợ thêm 30 triệu đô la. 30 triệu đô la này là để mua những cái những cái vấn đề không phải là vũ khí sát thương mà để giúp cho những cái vấn đề à, phương tiện à, cho à, cho Ukraine. Thì thưa Anh cùng lúc đó đó mà ông phải, phải phải nói rõ như thế này ông Tập là một cái cường quốc ở Á Châu nhưng mà ông Kishida đó là một cường quốc cũng Á Châu luôn mà đều có mặt ở ngay một cách nhau chừng lối 800 cây số thôi giữa mất cao với uh, uh, kiếp cách nhau 800 cây số ông Tập tham vọng của ông là muốn bá chủ ở Biển Đông và ở Đông Nam Á thì ông ông Kishida trước khi mà tới đó ông Kishida thưa quý khán giả ông Kishida hiện tại là chủ tịch hậu đồng luân Viên Nam cường quốc, Nam quốc gia tức là g 7 À thì tháng 5 này sẽ họp ở Tokyo. Và ấn độ ông Modi đó là hiện tại là chủ tịch của G20. Còn cả hai cường quốc lớn nè Thì cứ sự hiện diện ở ngay một đối thủ của mình, bên kia thì ông tập là Nga bên này đó thì ông Kishida với Ukraine. Nó nói lên điều gì? Và đây có phải là nó làm hình ảnh của ông tập bị lu mờ đi không? Mời anh. tôi nói là đây đó là một câu hỏi rất là hay. Vấn đề mà tôi muốn sửa lại cái mà anh anh hoàng nói. Tới bây giờ Nhật Bản đã giúp Ukraine là 7 tỷ đô la chứ không phải chỉ có chục triệu là nói chuyện nhỏ thôi. Dạ, chuyện Nhưng nhau. mà Nhật Bản đã giúp 7 tỷ đô la. Đó là là một cái chuyện lớn mà quý vị biết đó tại Á Châu tôi lại quay lại lịch sử tôi lại quay lại lịch sử quý vị biết đó là vào những năm mà 36 tới cái là tới là là 1946 đó là Nhật là ngồi là một cường quốc một trong ba cường quốc trên thế giới chứ không phải là không là mình phải biết là là Nhật là theo phe Axis là phe của Đức và của Ý là ba nước đó là theo nhau và họ muốn cái là làm bá chủ thế giới mà trong đó là chia nhau một bên là Âu Châu là Hitler và bên kia là Nhật và sau khi thua trận đó Nhật họ tự gõ mình họ tự cho mình vào cái chỗ là nhất định không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân đó là một cái thứ hai họ tự kiềm chế họ không bao giờ sử dụng chiến tranh để nghĩa là thay đổi thế giới thì đây đó tôi thấy là cái chiến tranh tôi đánh giá chiến tranh ukraine nó đã thay đổi bàn cờ thế giới và trong cái bàn cờ này đó thì nhật thấy là trước đó đó họ đã bị ông uh, ông cựu tổng thống 45 tới la lối ông sùng là mấy ông là cứ cứ dựa vào chúng tôi chúng tôi như là cái dù của hoa kỳ để chúng ông ông hưởng lợi thì nhật bản đã thấy đây là lúc họ đã phải thay đổi không những nhật bản đã thay đổi như là các nước mà phải nói là nhật bản và đức là hai nước đức nữa chứ đừng có quên Đức đừng có quên là ông Stone ông nói ông thủ tướng Stone nói là tôi bỏ 100 tỷ vào để thay đổi quân đội Đức thì đây đó Nhật Bản đây cũng là chiến tranh Ukraine nó làm thức tỉnh cho Nhật thức tỉnh thì họ nói là không có thể để cho một cái nước nhỏ như là Triều Tiên hay là Trung Quốc là gây khó khăn cho chúng tôi gây khó khăn cho Nhật Bản Nhật Bản cũng là một nước rất là mạnh chứ đâu có phải là một nước hay là cường quốc chứ đâu có phải là không cường quốc kinh tế thật nhưng mà bây giờ là họ là sửa soạn nâng cái vấn đề quân đội của Nhật Bản lên vào cái 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 cái, cái, cái để có thể để có thể chống trả với lại Trung Quốc và Triều Tiên được và nga đó mình phải nói đây đó không phải là ngẫu nhiên mà ông Kishida tới 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 Ukraine tới Kiev. Đây là một cái có tính toán và tại vì tại sao ông Kishida lại đi qua 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 Ấn Độ rồi từ Ấn Độ bay qua bên Kiev. Đó. thì đây nó, nó nó cho thấy là hiện giờ thế giới đang trong cái thời kỳ thay đổi. Thế giới đang thay đổi rất là nhiều. Đó, quý vị thấy một bên đó tại Hoa Kỳ bây giờ ai cũng sợ hết, ai cũng sợ là cái gì? Tại sao người ta sợ? là tại vì ông thấy quý vị thấy là ông Trump mà ông Donald Trump sẽ nói là mà giúp giúp Ukraine thấy là quá nhiều, thì cả thế giới tôi nói là cả thế giới đều thấy là vào 2024 đó thì là tranh cử và nếu mà tranh cử tại Hoa Kỳ đó thì ông Biden sẽ không còn nhiều cơ hội giúp đỡ có thể không còn nhiều cơ hội giúp đỡ Ukraine như nữa thì các nước kia họ phải tự lo quý vị thấy đó tại Âu Châu đã thay đổi rất là nhiều bây giờ cái là cái trục mà nói là trước hết là trước đó đó là Pháp và Đức Pháp Đức là hai cái nước mà là mạnh nhất của NATO và bây giờ đó cái trục nó sẽ chuyển dần qua bên phía mà gọi là ba lan phía đông, phía đông là ba lan tiệp khắc mà quý vị thấy đó là cái các nước mà âu châu mà cựu soviet cũ cựu dưới quyền của soviet nhưng của liên xô trước đó thì đây đó họ lại chống nga nhiều hơn là các nước như như, như là đức và pháp có thể nghĩa là hơi 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 giàu quá rồi thì có thể là, hơi hơi mềm hơi hơi nghĩa là là soft đó nghĩa là thì ở đây đó quý thầy thấy cái mà câu hỏi của anh hoàng bách hỏi đó là nhật đó là một chuyện cố ý và họ từ hồi, hồi thủ tướng ab đã có những cái ước mong những cái nghĩa là cơ hội để có những cái cơ hội như bây giờ thì bây giờ đâu ông Ông, ông ông thủ tướng là Kishida <laughs> đó, thủ tướng đó, thì là đã nắm được cái cơ hội và cái cơ hội này là chiến tranh Ukraine. Chiến tranh Ukraine nó nhắc lại ở bên Âu châu thì Nga đánh vào Ukraine nhưng mà ai cũng sợ ở bên Á châu là Trung Quốc sẽ đánh Đài Loan mà nếu mà đánh Đài Loan đó, thì là Nhật Bản sẽ phải tham gia phần nào tham gia tại vì nó chỉ cách từ Đài Loan những cái đảo của Nhật như cách còn trăm cây số thôi thì do đó tôi thấy đây là thay đổi vì vấn đề Ukraine mà thay đổi bàn cờ chính trị cả thế giới và các cái vì vậy tôi thấy là cái liên minh mà nó gọi là mà mà mà, mà Nhật Ấn Độ này kia đó dần dần và Úc nữa nó dần dần nó sẽ là cái nó sẽ kiềm chế được Trung Quốc cái sự hung hăng hung hăng của Trung Quốc. Vì dù muốn dù không đó nếu mà đánh nhau thì bây giờ nó là trên biển hay là bắn 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 uh, hòa tiến thì sự tham gia sự tham gia của Nhật Bản vào không những kinh tế thế giới mà tham gia của Nhật Bản vào chính trường thế giới nó là một điểm rất là quan trọng và đây nó là một cái việc nó có thể kiềm chế mà tôi xin lỗi tôi đã viết nhiều về cái này đối với Việt Nam tôi nói Việt Nam đi đi với Nhật đi tôi biết từ lâu rồi nhưng mà nghĩa là Nhật Bản là một nước là cường quốc kinh tế nhưng mà bây giờ họ đang rồi dậy để làm một cái cường quốc như là uh, uh, quân sự nữa, yeah. quân sự nữa thì đây nó là không phải là anh hỏi vì vậy anh 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 anh, anh Hoàng Bách hỏi cái là đúng tim đen của ông quân ông quân tính nói cái này thôi <laughs> tính dạ, thấy cái này cái chuyện này tại Thế vì là... chính tôi đã biết rất là nhiều bài kêu gọi Việt Nam đi với Nhật Bản từ 2010 vì tôi nói là Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam vào vấn đề dù muốn dù không đó tới bây giờ tại vì Nhật Bản họ tự kiềm chế nhưng mà họ là một nghĩa là cường quốc trên biển trên biển đó. chứ không phải là không hải quân của Nhật rất là rất là lớn và rất là giỏi do đó, đó bây giờ thì mình lại thấy cái việc mà đi Ukraine nó cho thấy là Nhật Bản càng ngày càng tham gia vào chính trị thế giới và tham gia vào những cái chuyện nghĩa là với là phòng thủ và hề hệ nghĩa là thể hiện cái sự hiện diện của họ trên chính trường quốc tế nó là một cái chuyện rất là quan trọng một cái thay đổi nhất là tại Á Châu chúng ta sẽ có chắc chắn là sẽ phải có bàn thêm về những cái chuyện này nhưng mà tôi thấy đây nó là một cái chuyện rất là hay vì anh hôm nay anh Hoàng Bách cho tôi phép tôi nói thì tôi thấy là rõ ràng là nếu mà mình so sánh quân đội hải quân ừ, Nhật và hải quân của Trung Quốc Trung Quốc không qua mặt Nhật được đâu Trung Quốc có thể có số đông về vấn đề mà gọi là 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 là, là tàu bè hay gì nhưng mà hải quân Nhật rất là gọi là Tân Tiến sophisticated, hải quân của họ tàu chiến của họ rất là rất là, 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 là uh, mới và càng ngày họ càng củng cố hải quân Nhật sẽ là ngoài cái vấn đề Nhật Bản sẽ là nhất nhì tại ngay là tại, tại Á Châu do đó khó mà Triều Tiên tôi nói Triều Tiên chứ không phải mà bây giờ đó không phải không phải quý vị thấy như vậy mà quý vị thấy Nam Hàn và Nhật Bản họ đi với nhau thì mình hai nội hai cái nước đó không đó là họ có thể kiềm chế được Trung Quốc chứ không phải là không, không. nếu mà họ có khí giới nguyên tử nó thì khỏi nói chuyện khác nữa nhưng mà quý vị quý vị theo ông Kishida đi trước hết nè đi qua Ấn Độ nhưng mà trước qua Ấn Độ đã hòa giải với Nam Hàn rồi. Hòa giải Nam Hàn rồi mới đi giờ tham gia vào chính trị. Nghĩa là thế giới thì đó nó là cả một cái gọi là một cái là tôi thấy cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình cũng bị phần nào giảm vì sự hiện diện của ông Kishida tại 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 Kiev và nó cho thấy là cái chính trường quốc tế và chính trường tại Á Châu nó sẽ thay đổi rất là nhiều. Quý vị cứ tưởng tượng là sự nghĩa là hai bên Nam Hàn và Nhật Bản họp với nhau vào Hoa Kỳ vào nữa đó. Thì quý vị thấy là hồi trước đó, Nhật Bản bao giờ cũng gặp khó khăn là vì họ tự kiềm chế họ không muốn nghĩa là chi phí quốc phòng quá 1% của GDP. Đó là một cái thứ hai. Nó sự cái nhau bất bình giữa Nam Hàn và và Nhật Bản đã làm cho nghĩa là Hoa Kỳ nghĩa là mấy mà bao nhiêu ông tổng thống Hoa Kỳ đã nhức đầu vì cái chuyện cãi nhau giữa Nam Hàn và Nhật Bản mà bây giờ họ làm hòa được thì đây nó là một cái nghĩa là yếu tố không tưởng có thể nói có thể thay đổi được chính trường của Á Châu và những cái chuyện này đó nó sẽ là làm cho cân bình và Kim Jong Un sẽ phải khựng lại phần nào khưng lại, nga có giúp đó, nga thì bây giờ không còn đủ sức nữa. Về vấn đề kinh tế, về vấn đề quân sự thì quý vị thấy ngoài vấn đề mà mà nguyên tử đó, nga có thì bộ Hoa Kỳ không có. À? Nhưng mà về vấn đề quý vị thấy là vũ khí của nga tại 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 Ukraine là là là, là, là rồi, cả thế giới ai cũng thấy cái chuyện đó và tôi thấy là cái chuyện mà quan trọng nhất đó là bây giờ nhật bản họ thức dậy họ thức dậy nghĩa là chả nhé lại thua trung quốc sao chả lẽ lại thua triều tiên sao thì bây giờ họ sẽ tham gia rất là nhiều vào chính trường và sẽ là một cái ở á châu họ sẽ là cánh tay phải tại hoa kỳ tại á châu cảm ơn cảm ơn anh Quân rất là nhiều nhưng mà cũng xin nói thêm là sau khi mà ông Kishida gặp thủ tướng của Modi ở của Ấn Độ đó thì ông có tiết lộ là ông sẽ bỏ ra cái ngân sách đó là khoảng 75 tỷ để mà hỗ trợ cho các nước ở Đông Nam Á trong cái gọi là các nước tướng giác kim cương đó À, để đương đầu lại với một vành đai một con đường của Trung Cạm. Đây là cái điều mà chúng quý vị cũng lưu ý rất là quan trọng chứ không phải không. Và khi mà Nhật với Nam Hàn mà đoàn kết lại đó với Đài Loan đó, thì chúng ta thấy là phải nói đây là một cái NATO nhỏ ở Đông Nam Á để đương đầu Được. với Trung Cạm. Cho nên cái sự mà bây giờ mình ngắn gọn thôi, bởi vì mình quá dài rồi, qua hơn một tiếng rồi anh cô. Bây giờ mà cô ngắn gọn. Ông sau khi mà ông tập có gặp ông Putin có thảo luận về vấn đề 12 điểm à, hòa bình ở Ukraine nhưng mà anh thảo luận nhưng mà anh vô lý tức là anh bỏ phiếu trắng anh không phải là người khách quan anh muốn làm uh, trung uh, anh là làm là là dung hòa đó, giữa hai cái gần ai cái hai cái hai uh, cái trận địa hai cái đối thủ đó, ở Ukraine anh phải khách quan đằng này anh lại đứng về một phía tức là anh đứng về phía Nga và anh muốn chinh phục Nga bây giờ thì Nga Nga Putin nói là bây giờ thì có cái doanh nhân của Mỹ, của Âu Châu đã rút ra khỏi của nga rồi. Bây giờ mấy ông uh, trung, ông tập cận bình cho cái doanh nhân của ông vào ở trong uh, nga đi, thì vô hình chung đó, nga sẽ bị lệ thuộc vào trung cảm, mà trung cảm đó họ đi theo cái kỹ thuật là tạm ăn dâu, sâu ăn lá là cái kỹ thuật này nó nguy hiểm là vì họ có nhân sự họ đưa người tới đó nga rất là sợ trung cảm mặc dù liên minh với nhau mà nhưng mà rất sợ thì cái điểm này cũng là một nhược điểm trong khi đó chúng ta thấy là ở bát chiến đường ở bát mút thì ông zelensky đã tới thăm và hỗ trợ tinh thần cho các chiến sĩ ở đây cũng như tặng quy, uh, quy chương cho họ họ là cảm ơn họ là chiến đấu vì 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 nước ukraine tất cả những cái sự kiện này cho nên chiến trường nó mở ra xin anh ngắn gọn trong vòng 2 phút thôi để mình kết thúc chương trình thưa anh dạ yeah. vâng tôi chỉ nói là thế vậy. tập Cần bình tới uh, nga thăm nga dưới cái danh hiệu là đưa ra đưa ra ý kiến hòa bình ông ta muốn được thế giới coi là người nghĩa là đưa ra mang hòa bình cho thế giới nhưng mà ngược lại ông ta cũng như là anh nói đó ông ta thiên về một bên quá thiên quá về một bên do đó không ai có thể tin tưởng được là ông tập cận bình nhưng mà tôi thì tôi đánh giá đây là một cuộc thăm putin của cuộc tập cận bình để họ thiên với nhau họ nghĩa là kéo bè với nhau để đương đầu với, 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 với Hoa Kỳ chứ không phải là nói là để mang lại hòa bình cho Ukraine đó là cái chuyện đầu tiên quan trọng cái chuyện thứ hai nữa là quý vị chúng ta vừa nói qua những cái thay đổi mà anh anh nói là một NATO tại tại nhưng mà anh quên cái nó có, có nước úc nữa yeah. <laughs> có úc nữa úc nữa đó do đó, đó quý vị thấy là tại Á Châu cái bàn cờ nó cũng thay đổi rất là nhiều và đây cũng là một cái cơ hội tôi nghĩ là cho Việt Nam để nghĩa là uh, dần dần tách ra khỏi Trung Quốc tôi không dám nói là và không những muốn tách ra khỏi Trung Quốc phải thay đổi cơ cấu thì mới tách ra được phải thay đổi cơ cấu nó có nhiều nước mà tôi chỉ lấy ví dụ mà ai cũng chúng ta quên hết là tại Hoa Kỳ cũng vẫn có Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thay đâu có sao đâu đúng không thành ra Việt Nam cũng làm cái họ cơ hội cho Việt Nam tất cả thế giới thay đổi không có thành ra Nhật cũng thay Đài Loan cũng thay Nam Hàn cũng phải thay đổi thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng phải suy nghĩ thay đổi mau mau đi cứ <laughs> là 40, hơn 45 năm rồi mà cũng chẳng có tiến gì hơn được nữa thì ở đây đó tôi thấy đây nó là một cái cơ hội mới và 2023 nó có nhiều chuyện mới vì ai cũng sợ những cái thay đổi tại Hoa Kỳ người ta không biết là năm tới đâu Hoa Kỳ lo về nội bộ nhiều hơn là 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 vấn đề là là ở, ở ngoại quốc do đó nước nào cũng sợ hết thì trong đó Nhật Bản và Nam Hàn đã phải suy nghĩ cái chuyện đó và cái suy, cái chuyện đó nó cũng là tốt thôi à, tại vì đây là những cái nước dân chủ Đài Loan Nhật Nam Hàn thì họ đi lại với nhau hay là úc họ đi lại với nhau thì cũng dễ dàng hơn là chúng ta có một cái, cái là cái là một cái chế độ cái là độc tài nó 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 nhắm vào Vâng, thì đây đó là tôi lấy đây làm cái cơ hội mới cho cả thế giới chứ không có phải là nhất là cho Á Châu. Dạ vâng. À, qua sự trình bày của tiến sĩ Đinh Xuân Quân, chúng tôi xin phép khép lại chương trình này ở đây. À, tiến sĩ Đinh Xuân Quân cũng xin nói là ông ở tù sau năm 1975 nhưng mà sau đó ông làm cho Liên Hiệp Quốc đó, thì ông lại trở lại Hà Nội ông giúp về của vấn về vấn đề là phát triển công công pháp Phép hành chính, à, à, hành chính cũng mấy năm rồi, à, cho nên cái điều này à. đó ông cũng rất là quen thuộc về vấn đề này. À, chúng tôi xin nhà phép à, dừng ở đây và xin nhà chúc quý vị những à, nhậm, à, bình an, hạnh phúc với gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Chào anh Quân. Ba, xin kính chào quý khán giả của uh, người Việt Channel và xin hẹn uh, kỳ tới.